Chiếc chào bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu với cả nhà, em lên 3 cây cúc quý phi và 2 cúc chị đỏ nha cả nhà. Thì hôm trước em lên 3 cây quý phi em cũng đã bán hết rồi. Thật sự là cúc quý phi nó rất là chạy luôn, bởi vì hoa của nó rất là đẹp nha. Thì cúc quý phi này là em mua của Quang Tống nha cả nhà. Em Zalo bo của anh Quang Tống ha. Rồi bây giờ em sẽ lên cây số 1 nha. Thì mọi người vừa thấy cái cây số 1 của em rất là có duyên đây. Đó, đây là cái bộ đế nha. Nhưng mà nó có cái đuôi ở phía sau kìa cả nhà. Cái đuôi này thì em cũng ghép được một mắt bo nha. Ở phía trước thì ghép được hai mắt bo. Rồi cái này thì em để cái mắt bo nó dài như thế này nè, để chúng ta về có thể lấy bo ha. Đây là cúc quý phi nha cả nhà. Đây, đây là cây số 1 với một cái bộ đế rất là lạ và rất là đẹp, rất là duyên luôn. Thì cây số 1 này nó có cái hoành là 11, cao là 35. Đây cả nhà nhìn thấy không, rất là duyên luôn nha. Cái này ai mà chơi bonsai thì nhìn giờ chúng ta hai cái chậu nữa thì rất là đẹp luôn á. Nhưng mà loại này là loại chưa thuần chậu, cho nên cả nhà khoan hả, hai chậu nha, đừng thay chậu sớm quá nha cả nhà. Rồi thì cái cây này em bán với giá là 800.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Đây là cây cúc quý phi số 1, giá 800.000, bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi và tiếp tục là cây cúc quý phi số 2. Cây số 2 là một cây chân nơm nha cả nhà. Đó, một cây chân đế nơm rất là đẹp luôn. Và đây là ghép được hai mắt bo nha. Thì cái cúc quý phi số 2 này em đo được cái hoành là 11 và cao là 37, ghép được hai mắt bo. Cây này em bán với giá là 650.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Rồi, cây số 2 cúc quý phi 650.000. Rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây số 3. Đây, cây số 3 là một em gián thú với hai chân rất là to ở phía trước đây. Và phía sau là nó có một cái đuôi. Đây, một cái đuôi nha cả nhà. Đây là cái đuôi nha. Rồi, cây này nó có một cái hoành cũng to đó, hoành 15. 15 là em đo trên đây nha. Còn có phần cũ này là hai mấy rồi nha cả nhà. 15, cao là 35. Rồi, cây này em ghép được hai mắt bò. Cái giống này rất là đẹp và cây ghép như thế này cũng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Thì cái cây này em bán với giá là 1.1 triệu nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Đây là cúc quý phi ghép cúc bứng, cúc đẹp nha cả nhà. Xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho em nha. Rồi cây này cây số 3 giá 1.1 triệu. Rồi và tiếp tục là em lên hai cây cúc nhị đỏ nha. Đây, hai cây cúc nhị đỏ nha cả nhà. Cái này là cái phần của cái chòi rừng thôi. Rồi, hai cây cúc nhị đỏ, đây là cái gốc của cây cúc nhị đỏ nha. Cúc nhị đỏ cái này là xum xuê lắm. Bông nhị đỏ thì như mọi người đã biết là cái hoa của nó là ba hai mấy đến ba mấy cánh, hoa rất là đẹp. Ở cái này cây này nó xum xuê vậy lắm nha cả nhà. Cây này cái hoành là 11, cao là 35 và đặc biệt hai mắt bo đó, nhìn rất là xum xuê nha. Cái này giờ chúng ta lấy bo thì rất là ok luôn. Rồi cây này em bán giá chỉ 420 thôi nha cả nhà, chỉ có 420 bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Đây là cúc nhị đỏ nha. Rồi đây em sẽ quay cho cả nhà xem này. Rồi tiếp theo là cây số 5, cũng là một cây cúc nhị đỏ nha. Một cây cúc nhị đỏ nó có một cái bộ đế rất là đẹp đây, một bộ đế rất là đẹp nha. Rồi cái này là có cái hoành là 10, cao là 47 nha. Cây này ghép được hai mắt bo. Rồi cây cúc nhị đỏ này em cũng để cái chòi rất là dài để chúng ta lấy bo nha. Thì cây cúc nhị đỏ số 5 này em bán cũng với giá là 420.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho em nha cả nhà ơi.